Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Huyện Phe. Ngày đang có anh Thanh, mẹ con nuôi cũng khoảng 5 tuổi lên, với lại chị Hồng Phượng, với lại chị Kim Nga đang tiếp tục để cúng chú. Không biết đem cái gì ra ngoài cô chú anh chị. Không mua rồi. Bình thường anh ơi, đang trái không á. Vậy là để cái đèn luôn á cô chú anh chị. Đem đèn. Bữa có cái vụ đây mà anh ai lấy mất tiêu rồi. Cúng cái gì ở trên đây tao lấy rồi. Lấy lại. Anh nói về cái vụ nha. Giờ mát. Vừa cô chú vừa biết con nắng lắm đó. Nắng không? Hả? Nắng chú tiểu rồi. Chú tiểu không hay nắng. YouTube nắng nha. Đeo xuống cho YouTube mát. Anh biết cái chị lo. Mới là đất này mới giờ luôn. Đâu có đó. Đâu hôm nay còn mình không lên anh. Đi làm răng. Lại nữa mà. Không là hai đồ rồi. Cổ không biết con ở Tiền Giang hả? Mới tới chị Nga ơi. Ủa con về hả? Chị về. Sao đi gấp gì ta? Mai nó cắn hả? Bữa nay không có thả chim hả chị Nga? Lâu lâu thả lần. Dạ bữa nay mai mốt mua chim bự á thả chị Nga. Mình mua đại bàng hả chị? Thả con đứt lớn. Rất
trước thì chị Nga còn thành đó, chú chị mấy cháu lên bánh trưng chim cũng là đầu năm anh nhớ lúc này qua trong hộ anh nhớ đó là thứ mấy không? Bữa thứ hai, bữa thứ hai thứ hai mới tới thì bữa năm thứ tư là đến tiếp chị là chị một lon còn một cây đúng không anh, một cây đúng chưa hả trước một cây đây chứ công đúng không? Không cũng tàn. Nhưng mấy cô chú nhìn hoa mấy cô chú ưng bụng này ha, dạ. Hoa nó đẹp, hoa lan này, nó đẹp ha. Cái đá mà đẽo cái mão em có thấy, dạ. cái kiểu rồi đúng không? Dạ. Ta nói là cái đó nó đá mình chọn cái đá nó cứng, dạ. Thành ra khi làm á phải từ từ làm nhanh nó bị bể, nó sẽ xấu. Đá gì vậy? Đá nước tươi gì á, nước ngoài đá gì làm? Đá Ấn Độ hay đá hoa xanh? Đá khác thôi nhưng phải là đá mộ ha. Đá mộ đó. Đá mộ luôn hả? Tỉ mỉ. Đá mộ đó. Còn cái con gì? Cái công người ta nói nó không chính xác, mình nói được chính xác luôn. Đá đỏ Ấn Độ à? Đá đỏ Ấn Độ mọi người. Họ bữa đi về. Sa cư đá ứ. Ôi, sa cư đây luôn hả? Đồng mà không thấy. Ôi, kinh khủng. Quá đẹp luôn của chú ơi. Đỏ Ấn Độ khó khắc lắm á, nó giòn lắm á. Giờ mình chọn hai màu luôn anh. Dạ đúng rồi, tại vì cái mão phải màu đỏ. Màu đỏ hả? À. Là này là giống vậy. Ừ. Y chang vậy luôn. Giống vậy. Màu đỏ trên sa cừ dưới. Màu đen hả? Là nơi sa cừ nơi á. Cái mão là cái đỏ. Cái màu đen là cái đỏ. Đá đỏ Ấn Độ cũng vậy. Cũng giờ đông quá nên ở nhà không cảm nha. Đây là cái mẫu là đúng rồi. Ấn Độ họ rất là nhiều luôn anh. Nói như là khoảng trong đá tay đẹp quá, đá đỏ độ đẹp quá hả? Ủa đỏ đẹp quá. Nó giống nhất rồng quá. Chị đang đau dạ một năm rồi cả nhà. Ủa mấy chị về hả? Ủa anh còn ở trong đó nói chuyện kìa. Anh còn trong đó nói chuyện kìa. Đẹp. Nói chuyện về anh ơi. Nó chỉ dài à. Dạ. Ủa nay chú hành lai chứ anh bán đất à. Dạ. Lúc đầu anh mới không biết anh là gì. Lên đây đâu sao đâu. Anh đến 9 ngày ở ngoài nhà. Đi mua anh. Ừ.
từ sáng cúng rồi tới chiều chào anh Thanh nha, bye bye. Rồi bye bye anh luôn. Tiếp tục kia đây hả anh? Sáng tới chiều cho người hộ nó biết. Bây giờ là 49 ngày là sẽ từ sáng cho đến chiều thì sẽ cho khán giả đến nhà riêng để quyết. Rồi cái video của Huyền Tiên Vlog đến đây là kết thúc. Huyền Tiên tiếp tục sẽ cập nhật những video mới trên kênh của Huyền Tiên nha. Rồi cả nhà sẽ nhớ ủng hộ nha.